Tăng Thanh Hà chăm dấu dáng với bộ sưu tập đầm suông. Mẹ ba con Hà Tăng thường xuyên giấu thân hình mảnh khảnh trong những bộ váy rộng rãi, thanh lịch. Tăng Thanh Hà khoe vẻ trẻ trung khi diện váy đen trơn phối cùng giày thể thao màu trắng. Bộ cánh đơn giản, hạn chế chi tiết và phong dáng nhưng vẫn giúp nàng dâu hào môn tôn khí chất. Đầm suông vốn là kiểu trang phục yêu thích của Tăng Thanh Hà, giúp cô giải phóng hình thể, tạo sự thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Có thân hình mảnh dẻ, bà xã Louise Nguyễn chinh phục được những mẫu váy rộng rãi. Kết hợp cùng dép lê, giày thể thao, người đẹp trông nhẹ nhàng khi ra phố. Bộ sưu tập đầm suông của Tăng Thanh Hà rất đa dạng phong dáng. Về màu sắc, cô ưa chuộng các tông trung tính hoặc họa tiết hoa mát mẻ. Để trông không bị lộn xộn khi mặc đầm suông, bà mẹ ba con thường chọn những thiết kế tối giản, không kết hợp thêm trang sức phức tạp. Đầm maxi suông 2 dây giúp Tăng Thanh Hà khoe vai trần, thân hình thanh thoát sau 3 lần sinh nở. Để giúp thân hình không bị chi khuất nặng nề, mỹ nhân sinh năm 1986 phối áo khoác cùng tông khi diện đầm suông đen. Nhiều mẫu váy hoa trang nhã từ các thương hiệu giá phải chăng được Hà Tăng sắm về tủ đồ. Nhờ những bộ đầm dài, người đẹp 37 tuổi trông thêm cao ráo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.